-da! chào mừng các em đã đến với kênh của chị heo sinh hôm nay chị heo sinh sẽ review tập phim lời cầu cứu của shizuka cùng bắt đầu thôi nào Shizuka vui vẻ chuẩn bị cho buổi biểu diễn piano tại bữa tiệc Halloween. Mọi thứ dường như hoàn hảo, cho tới khi cô ấy lỡ tay tỉa tóc mái của mình hơi ngắn. Shizuka hoảng hốt hét lên, cả bầu trời trao đảo như sụp đổ xuống. Sáng sớm chủ nhật, cô đã tìm đến nhà Nobi để tìm sự giúp đỡ của hai bạn. Qua lời kể của Shizuka, Doraemon và Nobita cảm nhận được sự đau khổ cùng với sự tự ti của cô ấy. Doraemon đã mang ra bảo bối, bình xịt kéo dài và giúp shizuka xịt lên mái tóc ngay sau câu nói dài ra nào lập tức mái tóc của shizuka đã dài như cũ doremon giải thích bình xịt sẽ có hiệu lực nếu như ai đó nói từ kéo dài hoặc có âm gần giống như thế nobita thử nói từ kéo dài tóc của shizuka ngay lập tức sẽ dài thêm ra nhưng một hồi thì lại dài trông như ma nữ khiến doremon tái cả mặt tuy nhiên cô lại rất hài lòng khi có tóc mới như thế rồi cảm ơn hai bạn ra về nobita thích thú với công dụng của bình xịt tiện muốn xem thử Doraemon có thể mọc tóc hay không. Cậu xịt nó lên người Doraemon, làm Doraemon dãy nảy. Vừa đúng lúc đã tới giờ ăn, mẹ gọi hai người xuống ăn cơm. Vì từ Nobita có chữ âm nô no, trong từ Nobasu, nghĩa là từ đồng âm, thì ngay lập tức râu của Doraemon cứ thế mà dài ra. Cậu ta đã phải dùng kéo cắt đi bộ râu của mình. Nobita cũng nhận ra rắc rối từ bình xịt tóc. Còn Shizuka thì đã lấy lại được sự tự tin và vui vẻ đến buổi biểu diễn với nhiều kiểu tóc xinh xắn. Lúc này, Doraemon cùng Nobita đã đến tìm Shizuka. Trên đường đi, họ gặp Chai En và Sunio. Bọn họ đã khoe với Nobita mới làm kiểu tóc mới lãng tử. Như thế thì bọn con gái mới chú ý vì kết sự khoe mẽ của Sunio. Nhân lúc họ vừa quay đi, Nobita đã dùng bình xịt xịt thẳng lên đầu của họ. Nhóm Nobita và Shizuka đã gặp lại nhau. Họ cùng nhau đi tới buổi biểu diễn. Trên đường đi, vì nghe rất nhiều từ đồng âm với từ dài khiến Shizuka và Don Doraemon rơi vào hoàn cảnh ngoài ăn nhất. Tóc của Shizuka và râu của Doraemon không ngừng dài ra, họ bắt đầu hoảng loạn và bỏ chạy trong sự sợ hãi. Nobita chạy theo sau ôm tóc giúp bạn. Bất ngờ, Nobita bị thầy giáo chặn lại, thầy chỉ trích không ngừng vì sự lười biếng của Nobita và rất nhiều từ liên quan đến từ dai phát ra, khiến râu của Doraemon cũng xoăn như một mớ bong bông, nhìn rất là hài hước. Cùng lúc đó, Chaien và Sunio cũng chạy tới, trên đầu họ tóc mọc ra dài sushi như những cái đuôi chồn. Thầy giáo Chai en và Sunio liên tục hét tên của Nobita. Tóc của Shizuka ngày càng dài ra, khiến cô ấy không thể chịu nổi thêm nữa. Cô bực mình hét lớn rồi bỏ chạy, mái tóc chạy dài phía sau. Mọi người thì bị thu hút bởi mái tóc ấy. Doraemon và Nobita cũng đuổi theo sau Shizuka và bị té lăn tròn trong mớ tóc. May mắn thay, trước buổi biểu diễn piano thì thuốc cũng đã hết tác dụng. Tóc của Shizuka và râu của Doraemon đã trở lại bình thường. Đúng lúc này, hai cô bạn của Shizuka đi tới. Shizuka vô cùng hoảng loạn và muốn chui lỗ nào để trốn cho bớt xấu hổ. Ai ngờ đâu, hai cô bạn lại khen tóc của Shizuka dễ thương quá đi. Vậy là Shizuka lại vui như Tết. Đúng là con gái, chỉ cần được khen là sẽ quên hết mọi chuyện. Lúc này thì Doraemon và Nobita lại muốn té xỉu vì đã cố gắng giúp cô thay đổi mái tóc làm gì khi tóc cũ cũng không đến nỗi nào. Vậy là tập phim đã kết thúc rồi. Các em thấy video của chị như thế nào? Nếu các em thấy hay thì hãy like và để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào!